Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 27 tháng 5 năm 2023. Hôm nay thì em nhận được một đơn hàng, đó là một combo, một bộ pin lithium diode kèm một biến tần diode 6kW cho bác khách hàng ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Bác này ở Thổ Tang nhưng không biết ở Vĩnh Tường gì đấy, em ở thị trấn Thổ Tang. Bác có đặt bên em một biến tần diode 6kW và một pin diode combo luôn. Cái này thì em gửi sáng mai, gửi sớm ô tô sớm nên bây giờ nó cũng đã muộn rồi, nhưng mà phải test qua. Thì hôm nay em cũng tiện, nhân tiện thì em hướng dẫn mọi người là kết nối giao tiếp giữa pin lithium diode và biến tần diode, kết nối như nào, dây dợ cắm vào đâu, cài đặt trên màn hình như thế nào. Và pin lithium diode khi kết nối với biến tần diode nó sẽ có khác biệt gì với những loại pin lithium khác, thì hôm nay em sẽ chia sẻ trong cái video này nhé. Hiện tại đây là bộ pin lithium diode này. Bộ pin này hiện tại bên em đang bán với option bảo hành 5 năm là 36 triệu bao ship toàn quốc cho mọi người. Hàng thì bên em số lượng vẫn còn nhé, nên các bác cứ yên tâm, không sợ hết hàng. Hiện tại đây là pin của hãng diode nhé, và được bảo hành 5 năm. Và đây là biến tần diode 6kW phiên bản SG04 LP1-EU. Ở đây thì kết nối thì mọi người cũng kết nối cực dương cực âm thôi. Còn dây giao tiếp với cả biến tần diode thì sử dụng chính cái dây màu vàng của cái biến tần diode này, hoặc sử dụng dây mạng 8 sợi giống nhau, 8 sợi dây mạng LAN 8 sợi nhé. Mọi người sẽ cắm vào cổng PCS ở trên quả pin, và cổng còn lại sẽ cắm vào cổng can ở trên con biến tần. Đây, cắm vào cổng can của biến tần như này. Đấy. Về biến tần đấu lối thì đây. Đây là em đang test biến tần nên là em không đục lỗ các cái lỗ này. Đấy. Mà chỉ test wifi này, test điện ra điện vào, test điện ắc quy và test điện pin mặt trời. Bây giờ mặc dù nó là đêm rồi nhưng bên em vẫn test điện mặt trời bình thường nhé, bởi vì sẽ có máy tạo nguồn như này. Cái máy tạo nguồn này là 160V 15A đây. Nó đang chạy 161,6V và 12,79A. Cái này là dùng để nó tạo ra điện như dàn pin năng lượng mặt trời, sử dụng vào buổi tối để test biến tần. Đấy. Em đầu tư đầy đủ máy móc như vậy. Đây, biến tần đây thì nó sẽ tắt bật như thế này. Về cách đấu lối biến tần thì có rất nhiều clip rồi, thì mọi người cũng nhìn qua. Bác nào biết rồi thì thôi, bác nào chưa biết thì tham khảo. Với biến tần 6kg thì cực dương của ắc quy sẽ ở bên tay phải dấu cộng, và cực âm là bên tay trái dấu trừ như thế này. Còn chân 3-4 là chân kết nối với cả cái chân 3-4 là chân kết nối với cái CT. Chân 3 là màu trắng và chân 4 là màu đen. Đây, còn chân AC in AC out như thế này. Đấy, AC in ở đây thì người ta không gọi là AC in mà người ta gọi là cổng gip, còn AC out thì người ta gọi là cổng loát. Đấy. Và cổng gen là cổng máy phát điện, hoặc là có thể chạy kết hợp với cả một con biến tần hòa lưới không bám tải khác. Đây, sau khi kết nối hiện tại là màn hình nó đang hoạt động như thế này. Ở đây thì là điện năng lượng mặt trời đang là lạp vào bình lithium và nuôi tải cả nhà nhé. Đây, điện năng lượng mặt trời đang xuống là 2053W, dòng điện là 12,95A, điện áp là 161V. Đấy, điện năng lượng mặt trời xuống sẽ ưu tiên chạy cho tải, sau đó thừa sẽ lạp vào bình ắc quy. Chế độ này là chế độ chạy chưa có điện lưới nhé. Đây, điện lưới đang là 224V nhưng mà em vừa mới đóng, sau 1 phút thì nó sẽ đóng điện lưới vào đây. Đấy. Hiện tại đang chạy tải, tải ở đây em đang chạy là điện áp em đang cài đặt là 201V. Điện áp ra là đang để 201V. Đang sử dụng tải là một cái bóng điện đỏ như thế này. Đấy, bây giờ đã đóng điện lưới này. Khi đóng điện lưới thì là máy biến tần sẽ chạy hoạt động theo điện lưới nhá. Bên em thì hay cài đặt là điện ra là 200V để cho nó tiết kiệm điện từ chuyển từ pin lithium lên, bởi vì là kích từ 48V lên 220V thì nó sẽ nhẹ điện hơn là kích từ 48V lên 230V. Đấy, tức là sẽ tiết kiệm được ắc quy thêm vài chục phút. Đấy. Hiện tại khi có điện lưới thì máy sẽ hoạt động ở chế độ hòa lưới bám tải có lưu trữ, tức là điện năng lượng mặt trời xuống sẽ thừa ưu tiên nuôi tải, sau đó là sẽ thừa sẽ lạp vào pin lithium, và kéo điện lưới thì nó sẽ không kéo nhé, điện lưới nó chỉ kéo có vài chục watt thôi. Đấy, ví dụ như ở đây. Đấy. Tải nhà lúc này đang là 890W cả nhà này, 892W này.
Với cái CT thì sẽ kẹp ở dây tổng từ cột điện vào nhé. Đấy, dây tổng từ cột điện vào, em đang kẹp cái CT kia. Và đây là toàn bộ tải nhà. Tải nhà đang sử dụng là 890W này. Điện năng lượng mặt trời xuống là 2057 này. Sẽ lạp cho bình ắc quy hơn 1000W. Đấy, sẽ lạp cho bình ắc quy hơn 1000W này. Cường độ dòng điện đang lạp này. Và cái pin lithium dioxide khi nó kết nối với cả biến tần dioxide thì mọi người bấm vào cái chữ li BMS, mọi người sẽ thấy này. Điện áp của back pin là 53,5V. Dòng sạc là 20, nhiệt độ là SOC là 52%. Đấy, nhưng mà cái khác biệt hoàn toàn so với những loại pin lithium khác mà đã sử dụng trên thị trường. Đó là cái điện áp lạp này nó sẽ là 57,6. Cái khác biệt của biến tần diode khi kết nối với cả giao tiếp với cả pin lithium diode, đó là cái phần điện áp lạp này sẽ là 57,6 nhé. Đấy, không phải là 56V hoặc 55,5, 55V như những loại pin lithium khác. Đấy. Khi nó mà kết nối nó không đủ được 57,6V thì sau một thời gian chạy một vài tháng thì cái bộ pin lithium nó sẽ bị tụt phần trăm một chút. Đấy. Lúc đó phải lại reset lại thì nó mới hoạt động bình thường. Đấy. Còn riêng pin diode thì người ta thiết kế dành cho biến tần diode thì cái phần điện áp lạp này nó sẽ là 57,6, là đúng là điện áp lạp của pin lithium 3,2V luôn. Dòng sạc tối đa là 100 và dòng xả là 100A. Ở đây thì nó sẽ lên BMS version 2003 và li BMS ở chế độ số 14. Đây. Đây là pin lithium diode thì nó giao tiếp là nó khác hoàn toàn với cả những loại pin lithium khác, là ở cái điện áp sạc này, điện áp sạc là 57,6V cả nhà nhé. Mọi người cứ để ý ở cái phần giao tiếp của mình xem. Ví dụ như SVE thì phiên bản phần mềm mới nhất cũng nâng cấp lên mới chỉ là 56V thôi. Trước đây là 55V, xong 55,5 và bây giờ hiện tại là bản firmware phần mềm mới nhất bên em đang sử dụng cho pin SVE là của tháng 4 năm 2023 là có điện áp lạp là 56V. Thế còn những cái loại pin lithium khác, ví dụ như pin lithium của Đạt Kỳ thì nó chỉ là 55,5V thôi. Đấy, ví dụ như cái quả này này, khi nó giao tiếp thì nó chỉ giao tiếp là nó chỉ lạp ở mức là 55,5V. Đấy, không lạp ở mức căng điện là 57,6V được. Và biến tần thì đây, ví dụ con này em đang cài đặt cho theo cái nhu cầu của khách, tại vì khách chạy có một quả pin thôi nên là cái phần cài đặt nó cũng hơi khác một chút. Ở phần solar cell này thì là em đang thử máy nhé, nên là sẽ bật solar cell. Ở phần radio export power đây là 20W. Đấy, 20W tức là ở đây là sẽ là luôn luôn kéo điện lưới 20W. Chỗ này mọi người có thể để về không giúp em nhé, để về không thì nó sẽ không kéo lưới, còn để 20 như này thì là đơn vị tính là watt, là nó sẽ kéo lưới 20W này. Tiếp theo là về cái phòng time of use. Time of use ở đây thì cài đặt với cái pin lithium diode thì cho phép xả sâu 90%, nhưng mà em sẽ để lại 20% để dự phòng trong công việc là không may mất điện vào 3 giờ đêm. Ở đây thì quy trình làm việc của cái time of use dành cho bác khách hàng ở Vĩnh Phúc này là từ 1 giờ tới 5 giờ sáng là sẽ pin lithium sẽ xả và đến mức 20% thì sẽ dừng lại. Đây, tích thêm cái phần sạc này. Đấy, ví dụ 3 giờ đêm nó mất điện mà pin lithium nó sử dụng nuôi tải nó tụt xuống còn 10%, đến 4 giờ sáng thì nó lại có điện thì là tự động nó sẽ lấy điện lưới lạp vào và duy trì mức pin lithium ở mức là 20% nhé. 20% để bảo vệ quả pin là cái thứ nhất, cái thứ hai để duy trì trong trường hợp không may mất điện. Tiếp theo là từ 5 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Ở đây thì mình sẽ chỉnh ra là 6 giờ nhé. Miền Bắc đợt này thì bắt đầu là 6 giờ rồi cả nhà. Đây. Đấy, bây giờ sẽ chỉnh thành thời gian là 6 giờ bắt đầu là có nắng rồi nhé. 6 giờ hoặc là 5 rưỡi. Đấy, 6 giờ em để 6 giờ đi. Bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ thì nó sẽ không xả pin nữa. À, nó sẽ chuyển sang chế độ lạp. Lúc này thì nó sẽ lạp cho pin lithium lên tới mức 70%. Nếu như nắng tốt thì sẽ lạp lên được 70%, còn nắng chưa tốt thì có thể lạp lên 50%. Đấy. Từ 9 giờ tới 13 giờ thì pin lithium lại tiếp tục lạp giai đoạn số 2. Có 3 giai đoạn lạp và 3 giai đoạn xả. Giai đoạn lạp thứ 2 là lạp tới 80%, sau khi được 80% nó sẽ nghỉ. Nghỉ và bắt đầu từ 13 giờ chiều, tức là từ 1 giờ chiều tới 5 giờ chiều nó sẽ tiếp tục lạp vào cho nó đầy 100%. Ví dụ lạp tới 14 giờ là đầy rồi 100% thì pin lithium sẽ được nghỉ từ lúc 14 giờ, tức là nghỉ từ 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều, là được nghỉ tới 3 tiếng đồng hồ để làm mát và để tăng tuổi thọ. Cái này cũng kiểu dạng như là
mình đi làm mình về mình có phải có thời gian nghỉ ngơi ấy, chứ không làm việc nhiều quá, làm việc nhiều quá nó sẽ không tốt và phải có thời gian nghỉ ngơi. Và biến tần layer thì nó hoạt động một cách thông minh, đó là sẽ có cái chu trình sạc xả được đặt vào khoảng 6 khoảng thời gian, sẽ có khoảng thời gian để nó được nghỉ ngơi. Đấy, ví dụ như vậy, bắt đầu từ 17 giờ thì pin lithium sẽ làm việc ở chế độ xả, tức là nó sẽ xả điện cho ắc quy với công suất em đặt đây là 1.500W, giờ cao điểm là phục vụ nấu cơm thì chỉ xả ra 1.500W thôi, bởi vì pin của chúng ta có 5.000W, chỉ xả ra 1.500W, tức là một tiếng sẽ xả hết 1.500W rồi 2 tiếng sẽ xả hết là 3.000W. Lúc đó thì pin lithium sẽ giảm xuống 60% thì sẽ được nghỉ. Khi xuống 60% rồi nó sẽ nghỉ nhá. Nó nghỉ và tiếp tục là khi ví dụ như là xả công suất liên tục thì bao giờ đến 60%? 50% là 2,5 số và 60% là 2,4 số. 2,4 số thì sẽ xả liên tục trong vòng 1,5 tiếng là hết nhé. 1 tiếng là xả hết 1.500W. Thì 1,5 tiếng là sẽ xả hết 2.250W. Đấy, thì khoảng 1 tiếng rưỡi là nó sẽ hết điện. 1 tiếng rưỡi là nó sẽ tụt xuống 60%. 1 tiếng rưỡi tức là đến 6 rưỡi. Nếu mà xả liên tục thì đến 6 rưỡi ở đây là nó sẽ tụt xuống 60%. Thì quả pin sẽ được nghỉ từ lúc 6 rưỡi tối cho tới 9 rưỡi, 9 giờ tối bắt đầu nó lại xả tiếp. Đấy là giai đoạn xả thứ nhất và sau khi xả xong nó được nghỉ. Còn nếu khách hàng dùng ít chẳng hạn thì mới đầu dùng 1.500W, sau đó dùng có 500W thôi, thì là nó quả pin nó sẽ kéo dài thời gian ra. Đến bắt đầu đến 21 giờ thì pin lại tiếp tục xả và tụt xuống 45% là sẽ được nghỉ. Và khi đến 1 giờ đêm bắt đầu pin lại xả tiếp từ 45% xuống 20%. Khi xuống đạt xuống ngưỡng 20% thì pin sẽ nghỉ. Nghỉ tới sáng luôn nhé, bắt đầu 6 giờ sáng thì pin sẽ làm việc tiếp và bắt đầu nạp điện vào. Đó là hết một cái chu trình thông minh của biến tần layer dành cho pin lithium. Pin sẽ được nạp 3 giai đoạn và được nghỉ 3 lần. Và xả cũng vậy, cũng nạp làm 3 giai đoạn và cũng được nghỉ 3 lần trong quá trình nạp. Lại cứ nạp xong lại nghỉ, nạp xong lại nghỉ, nạp xong lại nghỉ, xả xong lại nghỉ, tức là nó sẽ có thời gian nghỉ luân phiên để tăng được cái tuổi thọ của bộ pin, chứ không phải là cứ động một tí là điện ra điện vào. Cái biến tần layer thì nó có hay một chút ở cái phần như vậy. Thì hôm nay em cũng test cái máy và cũng tiện chia sẻ với các bác một chút về cái phần time of use và một chút về cái giao tiếp giữa biến tần layer và pin lithium layer, giới thiệu tới mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.